Xin mời mọi người cùng đứng, chúng ta bắt đầu giờ kinh nguyện. Xin Linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa trời cầu cho chúng con
con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà, và con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà con phúc là hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Thứ hai thì ngắm, Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà
bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, bà Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là khe có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con, xin cứu chúng con khỏi xa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn. Xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Thánh lễ sáng hôm nay chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện cho các nghi lễ sau đây: Anton Nguyễn Túc, ông bà Domenico Maria Vũ Như Lộc, Giuse Lương Quốc Phong, Giuse Nguyễn Văn Ấn, Giuse Nguyễn Ngọc Cường mới qua đời, Giuse Phan Văn Bi, Giuse Vũ Đăng Dung, Mikae Huỳnh Minh Tân mới qua đời, linh hồn Phaolô, Anna Nguyễn Kim Nhung, Maria Teresa Trần Thị Thanh, các linh hồn ông bà cha mẹ và các đảng linh hồn, các linh hồn tổ tiên ông bà nội ngoại, các linh hồn. Và chúng ta cũng đã bắt đầu bước vào trong mùa chay. Mùa chay là mùa nhắc nhở chúng ta tập luyện đời sống tâm linh, để qua đó chúng ta trở về với Chúa, trở về với nhau cũng như trở về với chính mình. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Chúng ta cùng lắng đọng trong giây lát để chúng ta xét mình ăn năn sám hối. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra những điều xấu xa, những tội lỗi, những khiếm khuyết mà chúng ta đã lỗi phạm đến Thiên Chúa, lỗi phạm đến anh chị em của chúng ta. Giờ đây, xác tín vào lòng thương xót của Chúa, xin Chúa thứ tha những lỗi lầm, những khiếm khuyết của chúng ta. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em
Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, này dân Chúa đang hy sinh hãm mình để tỏ lòng thiết tha phụng sự Chúa, xin ghé mắt nhân từ nhìn xem và giúp chúng con thực thi bác ái, hầu cho tâm hồn được đổi mới hoàn toàn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiến trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Giô-na. Có lời Đức Chúa phán với ông Giô-na rằng: Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết lời tuyên cáo ta sẽ truyền cho ngươi. Ông Giô-na đứng dậy và đi Ni-ni-vê, như lời Đức Chúa phán. Ni-ni-vê là một thành phố cực kỳ rộng lớn, đi ngang qua phải mất 3 ngày đường. Ông Giô-na bắt đầu vào thành, đi 1 ngày đường và công bố: Còn 40 ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá đổ. Dân Ni-ni-vê tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Tin báo đến cho vua Ni-ni-vê. Vua rời khỏi ngai, cởi áo choàng, khoác áo vải thô và ngồi trên cho. Vua cho rao tại Ni-ni-vê do sắc chỉ của đức vua và các quan đại thần. Người và súc vật, bò bê và chiên dê không được nếm bất cứ cái gì, không được ăn cỏ, không được uống nước. Người và súc vật phải khoác áo vải thô và hết sức kêu cầu Thiên Chúa. Mỗi người phải trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực của mình. Biết đâu Thiên Chúa chẳng nghĩ lại, chẳng bỏ ý định giáng phạt và nguôi cơn thịnh nộ, khiến chúng ta khỏi phải chết. Thiên Chúa thấy việc họ làm, thấy họ bỏ đường gian ác mà trở lại. Người hối tiếc về tai họa, người đã tuyên bố sẽ giáng trên họ và sẽ không giáng xuống nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng ta đã dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng ta đã dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xó thương con, mở lượng hải hà xa tội con đã phạm, xin rửa con sạch hết lỗi lầm tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Lạy Thiên Chúa,
mở tâm lòng ta na dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chết. Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tâm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thân, đừng cân khỏi lòng con thần khi thân của Ngài. Lạy Thiên Chúa, một tâm lòng ta nao dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chết. Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, con có thường tiếng lễ toàn thiêu, Ngài cũng không chấp nhận. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dân Ngài là tâm thần tan nát, một tâm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói: Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ như vậy. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với người của thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Đó là lời Chúa. Hai bài đọc mà chúng ta vừa mới nghe cho chúng ta hai cái hình ảnh. Một bên thì ăn năn sám hối trở lại, còn một bên thì tiếp tục gọi là xin hết dấu lạ này đến dấu lạ khác, để nhắc nhở cho chúng ta về cái sự cứng đầu. Và có lẽ chúng ta cũng phải tự xét mình về việc sám hối, về việc quay đầu trở lại. Khó chứ không phải dễ. Khó bởi vì có những điều mà chúng ta làm gọi là nó trở thành cái thói quen rồi. Nếu không phải nó đã trở thành một cái gì nó gọi là nghiện ngập ở trong đó. Chính vì vậy, bỏ đi một cái điều mà chúng ta đã làm hết ngày này qua ngày khác không phải là dễ. Chính vì vậy mà chúng ta phải ý thức để rồi chúng ta từ từ mỗi ngày chúng ta từ bỏ. Giống như dân Do Thái vậy, cứ bảo xin dấu lạ, xin dấu lạ, xin dấu lạ. Thì có lẽ khi đọc tới đây, có lẽ quý ông bà và anh chị em cũng nhớ lại cái câu chuyện mà Nazaro khi mà chết. Câu chuyện Nazaro, cái người nghèo, giàu với anh nghèo đó. Rồi khi mà xuống dưới đó bị phạt xong rồi thì bảo
xin Ngài cho người sống lại để về để nói với lại anh chị em của con, để rồi hy vọng qua đó họ sẽ ăn năn sám hối. Thì Chúa Giêsu cũng nói gọi là nếu như mà các ngôn sứ, những người mà Thiên Chúa đã gửi tới không phải một lần nhưng mà hết lần này đến lần khác mà họ không nghe, thì bây giờ họ có trở lại thì cũng thế thôi. Chúng ta thấy cũng tương tự như vậy. Gọi là Thiên Chúa qua lịch sử ơn cứu độ đã gửi đến gọi là rất là nhiều các ngôn sứ, và sau cùng Ngài gửi đến chính người con của Ngài. Và đó là cái dấu chỉ cuối cùng. Dấu chỉ cuối cùng. Và Ngài cũng sẽ nói và quả thật ông Gioan là dấu lạ cho thành thế nào thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ như thế. Đó. Thì Ngài cũng đã tới rồi, những cái gì mà cần, những cái gì mà cần thiết để mà giúp cho chúng ta hoán cải thì Thiên Chúa cũng đã làm hết tất cả rồi. Cái vấn đề là chúng ta phải tin, chúng ta đón nhận thôi. Và sau cùng đó chính là cái chết, cái cuộc thương khó, sự chết và sự phục sinh. Phải chăng cái cuộc thương khó đó là cuộc thương khó của Chúa Giêsu? Chính ra cái cuộc thương khó là cuộc thương khó của chúng ta. Nhưng bởi vì chúng ta không có chấp nhận, bởi vì chúng ta không có vác nó, mà chính Chúa Giêsu đã vác nó. Và bởi vì cái sự cái cuộc khổ nạn đó chính là những cái gì xấu xa, những cái gì gian ác mà Chúa Giêsu ngày hôm nay nói, Ngài đã sẵn sàng Ngài vác nó. Phải chăng là tội lỗi của chúng ta nó chả có cái hậu quả gì hết? Có. Hậu quả nó là gì? Sự chết. Nếu như mà Chúa Giêsu vác cái đó mà Chúa Giêsu không chết đó, thì bảo ồ đâu có sao, cái chuyện đấy ông vác cũng được. Nhưng mà Ngài vác cái đó, Ngài vác cái tội của chúng ta là nó dẫn chúng ta đến chết, đến cái sự chết. Và cái sự mà Chúa khổ nạn đó vì chúng ta, cái khổ nạn của tội lỗi, của xấu xa đó dẫn đến sự chết, mà Chúa Giêsu sẵn sàng gọi là đón nhận để nói lên cái tình yêu thương. Và qua cái sự phục sinh và sống lại nhắc nhở cho chúng ta chỉ có tình yêu mới chiến thắng được sự chết. Chính vì vậy mà cái mùa chay là cái mùa được coi giống như cái mùa để chúng ta tập luyện về đời sống tâm linh của chúng ta. Và hai cái câu đối ở trên đây cũng lẽ là cũng nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Mùa chay thánh trở về bên Chúa, quyết tâm quyết canh tân bước theo đường người. Vậy thì trong cái tuần lễ vừa qua chúng ta đã đến gần được Chúa tí nào chưa? Và chúng ta đã có chọn những cái đường nào? Và có lẽ một cái điều mà chúng ta thường là bảo ăn chay thì nó có gọi là lợi cái gì không? Đương nhiên về vấn đề nếu mà ăn chay về vật chất thì cái vấn thể lý là nó có. Nhưng mà đối với chúng ta là những người có đức tin, vậy thì cái việc ăn chay của chúng ta nó giúp mình về cái gì? Nếu như đồ ăn, thức uống, tập thể dục nó giúp về thể lý thì cái vấn đề ăn chay về tâm linh của chúng ta thì nó phải giúp cho chúng ta về cái đời sống tâm linh của mình. Và nói cụ thể đó là cái việc ăn chay đó để rồi cuộc sống của chúng ta nó phù hợp với cái giá trị của tin mừng. Cái việc ăn chay của chúng ta để giúp cho chúng ta gọi là chọn lựa những cái con đường của Thiên Chúa. Còn nếu như không thì nó cũng vậy thôi. Nếu như cái đồ ăn thức uống mà nó giúp cho mình được mạnh khỏe thì những cái cử chỉ, những cái thái độ yêu thương, những cái thái độ tha thứ, những cái thái độ nhìn ra được những cái điểm tích cực ở nơi nhau, đó chính là thể hiện cái sự phù hợp của cái cuộc sống của chúng ta với Thiên Chúa. Chúng ta gần với Thiên Chúa thì nó phải giúp biến đổi của chúng ta. Vậy ước gì trong cái mùa chay thánh này giáo hội cũng như Thiên Chúa là cho chúng ta là nhắc nhở chúng ta ba cái điều rất là quan trọng
đó là cầu nguyện. Có ai cầu nguyện xin Thiên Chúa để rồi những cái gì mà mình được đó, mình không có làm đẹp lòng Thiên Chúa không? Chắc chắn là không. Không bao giờ Thiên Chúa cho mình cái gì để rồi mà thực sự gọi là mình gọi là đi ngược lại với cái điều đó. Bố mẹ giúp đỡ con cái, cho con cái để rồi con cái lên tốt, chứ không phải là để rồi vì yêu thương nó cho nó để nó muốn làm cái gì thì làm. Chính vì vậy mà có sự cầu nguyện để rồi chúng ta đón nhận. Và chúng ta cũng thường nói gọi là xin Chúa nhậm lời chúng con theo như thánh ý của Thiên Chúa, theo như ý của Thiên Chúa, có như theo những cái gì tốt lành nhất. Rồi cái sự ăn chay hãm mình cũng vậy, để rồi chúng ta phù hợp với tin mừng, phù hợp với những gì đường lối của Thiên Chúa. Rồi cái việc bố thí cũng như vậy. Cái việc bố thí nó trở lại một cái điều rất là căn bản, đó là cái sự sống con người nó quý giá. Đương nhiên mình bố thí thì mình phải có thì mình bố thí, phải không? Nhưng mà cái cốt lõi của nó, tạm sao mình bố thí với cho những người đó, tạm sao mình chia sẻ, nó trở lại vì cái sự quý giá, cái sự thánh thiêng của con người. Nếu như chúng ta không có cái niềm xác tín đó thì rất là khó, hoặc là chúng ta có cho họ thì nó chỉ là dư thừa của cải thôi. Nhưng nếu mà mình coi cái món quà sự sống, cái sự sống con người là linh thiêng, vì vậy mà chúng phải tôn trọng, chúng phải nâng đỡ, thì nó giúp cho chúng ta. Có lẽ đó là ba cái điều rất là căn bản. Nó giống như cái bản nề ở trong cái cửa vậy. Thường thường chúng ta thấy trong cái cửa để mà mở ra mà bạn có ba cái bản nề không? Đó, thì có lẽ đó là cái điều rất là quan trọng trong mùa một tranh này. Xin Chúa giúp cho chúng ta để rồi qua đó giúp chúng ta canh tân, sửa đổi cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta gần đến với Thiên Chúa, để rồi qua đó chúng ta gần với nhau. Và chúng qua cái chúng ta gần với Thiên Chúa cũng giúp ra được gọi là cho chúng ta biết kiềm chế lại con người của mình, để rồi qua đó chúng ta hy vọng qua đó cái cuộc sống của chúng ta phù hợp với đường lối Thiên Chúa, với giá trị của tin mừng. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Cũng như giọt nước hòa tan trong điều này, xin cho chúng con được thông phần thiên tính của Đấng đã đoái thương chia sẻ thân phận làm người của chúng con. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Lạy Chúa là Thiên Chúa, xin thương nhận chúng con đang hết lòng khiêm nhường thống hối, và xin cho hy lễ chúng con dâng trước tôn nhan Chúa hôm nay được đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa xin tẩy rửa mọi lỗi lầm đời con đã phạm, xin Ngài thánh tẩy. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ đời thay cha để ba tội tôn vinh danh Chúa và yêu quý cho chúng ta cùng hoàn thế hội thánh người. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con của lễ này để hiến thánh dành riêng cho Chúa, chúng con dâng lên và xin Chúa biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Là Chúa.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã thương ân định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng chi được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải trong qua mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hợp tiếng ca ngợi Chúa và tung hô rằng: Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đứng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ân thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén, cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và trên cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận chức tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phận mình và mau Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám Mục Mica-e chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Ban Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Kính nhờ người, với người và trong người, và mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng, lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng,
nước cha chỉ đến, y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là một từ nhân lành, Chúa lấy lời hàng sống và bí tích thánh thể nuôi dưỡng chúng con. Ước gì những tặng phẩm cao quý ấy đem lại cho chúng con sự sống đời đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Và chiều hôm nay ở giáo xứ sau thánh lễ 7 giờ tối thì sẽ bắt đầu 4 giờ 40 để chầu thánh thể. Xin thông báo cũng như kính mời tất cả mọi người ai có thể được chúng ta đến cùng để bắt đầu, cũng như là ghi những cái giờ để chúng ta có cái thời giờ đến chúng ta chầu thánh thể, đặc biệt là trong cái mùa chay này. Chúa cùng anh chị em. Và xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành xuống trên tất cả anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Cha và Con và Thánh Thần ơi.